hoặc là anh ta muốn kiểm tra đoạn dây điện chẳng hạn. Ví dụ như mình đây có một cái đoạn dây điện đây, từ cái này vô cái bình ha, từ cái này vô cái bình đoạn này, mình sẽ tiến hành mình đo thử coi đoạn này có bị đứt hay không. Thì đo, ta đo này, qua đây đo hai đầu nó thôi đó, kêu đèn hay là thông mạch ha, như vậy chứng tỏ là cái đoạn này vẫn còn xài tốt đó, chứ đo thông mạch là vậy thôi. Rồi hướng dẫn các bạn cách ta đo điện trở ha, đo điện trở. Rồi ok, rồi đây là một con điện trở ha, điện trở này điện trở 10 kg, các bạn thấy không, thấy rõ không, rõ nè, đây là một con điện trở 10 kg, sẽ đo thử cho các bạn xem. Thì khi chúng ta đo điện trở, chúng ta có thể để chức năng đo tu đo cũng được. Rồi chúng ta sẽ quấn vô đây dây ha. Rồi chúng lại ta quấn vô đây. Đo điện trở các bạn chú ý là đừng có chạm tay vô, nó sẽ bị sai số. Đây, thấy không? Là 9,77 nè, là khoảng 10 kg gì là ok ha. Ở đây một cái. Bên đây là đo diode. Chúng ta muốn đo diode phải chỉnh qua bên đây. Thì ví dụ như mình có một con led. Thì như ta biết là led cũng là diode ha. Led thì cũng là diode. Chúng ta sẽ đo thử coi con led này nó như thế nào, nó còn sống hay chết. Ta sẽ đưa hai chân vô, không có hiện tượng gì hết ha, không hiện tượng gì hết. Chúng ta đưa ngược lại, đổi chân lại, nó sáng đèn ha, sáng đèn màu xanh, thấy không? Như vậy chứng tỏ là led này vẫn còn sống, xài được bình thường ha. Rồi đó là ta đánh led thôi, là ta muốn đo rồi như vậy.